Các tiêu chí lựa chọn viên uống trắng da. Hiện nay ở trên thị trường đang có rất là nhiều loại viên uống trắng da khác nhau về thành phần, công dụng, hiệu quả và giá cả khác nhau. Vậy làm thế nào để chị em phụ nữ có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm viên uống trắng da phù hợp với làn da của mình, đảm bảo sự an toàn và đem lại sự hiệu quả? Trong video này thì Hoa sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cái tiêu chí để chúng ta có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm viên uống trắng da phù hợp. Tiêu chí thứ nhất đó chính là dựa vào nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các loại viên uống tốt nhất hiện nay thì đều có thông tin minh bạch, có cơ sở sản xuất, có địa chỉ rõ ràng, có thông tin liên hệ, có tem chống hàng giả và có sự chăm sóc khách hàng tận tình chu đáo. Tiêu chí thứ hai đó chính là dựa vào thành phần có trong sản phẩm. Các loại viên uống trắng da tốt nhất hiện nay thì trong sản phẩm đều có sự phối hợp của cả ba thành phần, đó chính là glutathione, lecithin và vitamin C. Glutathione là một trong những thành phần không thể thiếu được đối với các loại viên uống trắng da. Nếu trong sản phẩm mà không có thành phần glutathione, đồng nghĩa với việc sản phẩm đó không thể làm trắng sáng da các bạn nhé. Glutathione sẽ giúp là cải thiện độ hồng, độ đàn hồi, độ trắng sáng và ngăn ngừa nám. Lecithin sẽ giúp là điều hòa sắc tố melanin và giúp làm trắng sáng da, giúp bờ sạm nám tàn nhang. Vitamin C sẽ giúp là trắng sáng da, chống oxy hóa da và giúp hấp thụ collagen một cách tốt nhất. Tiêu chí thứ ba đó chính là dựa vào đánh giá của người dùng. Các loại viên uống tốt nhất hiện nay thì đều có những cái lời feedback, đều có những lời khen từ phía người sử dụng. Chính vì vậy cho nên là chị em khi thấy sản phẩm nào ở trên thị trường mà đang được rất là nhiều người dùng, rất là nhiều khách hàng phản hồi tốt thì chúng ta hoàn toàn là chúng ta có thể lựa chọn để chúng ta sử dụng. Tiêu chí thứ tư đó chính là dựa vào sự đảm bảo an toàn có trong sản phẩm. Đối với việc mà khi mà chúng ta uống vào trong cơ thể thì nó sẽ được viên uống nó sẽ được hấp thụ qua đường ruột và dạ dày. Chính vì vậy cho nên các thành phần có trong sản phẩm viên uống được chiết xuất từ thiên nhiên sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta sử dụng nó sẽ đem lại cái sự an toàn nhất. Và Hoa lấy ví dụ như là một số những cái thành phần mà tốt cho cái làn da của mình ấy, ví dụ như là glutathione, lecithin, vitamin C thì có trong sản phẩm là điều rất là tuyệt vời rồi. Ngoài ra thì có các thành phần ví dụ như là cao sâm tố nữ này, hay là bột nhau thai cừu này, hay sữa ông chúa, hay là vitamin A, vitamin E hay là atacin thì đều là những cái thành phần rất là tốt cho da. Và khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà có những cái thành phần tự nhiên thì rất là an tâm cho cái việc sử dụng các bạn nhé. Tiêu chí thứ 5 đó chính là tiện lợi, dễ sử dụng. Chúng ta khi mà chúng ta lựa chọn các loại viên uống ấy, thì chúng ta nên lựa chọn các loại sản phẩm được bào chế dưới dạng viên nang rất là dễ sử dụng và chúng ta hoàn toàn là có thể là mang theo khi đi công tác hay là đi học, khi đi làm. Vừa rồi thì Hoa có chia sẻ cho các bạn 5 cái tiêu chí để chúng ta có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm viên uống trắng da phù hợp. Hoa có thể nói ngắn gọn cũng như là tóm tắt lại cho các bạn 5 cái tiêu chí đó là: 1 đó chính là dựa vào nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 2 đó chính là dựa vào thành phần có trong sản phẩm, 3 đó chính là dựa vào đánh giá của người dùng, 4 đó chính là dựa vào sự an toàn, sự đảm bảo an toàn có trong sản phẩm, 5 đó chính là dựa vào sự tiện lợi, dễ sử dụng. Các bạn thấy video này hay, hữu ích thì các bạn hoàn toàn đăng ký kênh để làm sao liên tục cập nhật những video mới nhất từ Hoa nhé.